Đây là đường xuống đi cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng. Hưu thì đứng đến đây là nhìn thấy cáp treo rồi mà đây chưa nhìn thấy cáp treo nằm nữa. Ok. Rồi, hai vợ chồng vào đi. Dưới tầng 3. Có hai đường để lên Phan Xi Păng thì tiếc mà. Một là đi cáp treo, hai là lẻo bộ 600 bậc cầu thang. Hôm nay mình chọn pháp lại là đi cáp treo để nhìn xuống dưới. Chịu hết nổi rồi. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi như là mua vé vậy? Nghe rồi. Đường vào cáp treo thì ở đây có các sạp để mà bán các cái đồ quần áo dân tộc. Đây như trước đây, hình ảnh quý vị đang xem là các vòng bạc, kim mũ cũng như quần áo váy của dân tộc. Chờ mọi người đi vệ sinh đâu mình ơi. Em đứng tập trung một chỗ trước đi. Đây gọi là một cái chợ vùng cao của Tây Bắc Việt Bắc. Có những áo nhỏ nhỏ rất là xinh. Bên cạnh này thì bán các cái đồ như ngô nướng, khoai nướng, các đồ ăn. Không có đồ đâu, anh có đủ rồi. Đây, cứ việc bạn đẹp không? Đây vẫn là trên cái đường mà đi vào để đi cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng quý vị bạn. Đây quý vị bạn. Sao?
Trong này có một ngôi đền, ngôi chùa. Trước khi về anh gọi điện cho em khoảng 30 phút nhé. Đường xuống đi cáp treo thì là có các thang máy đưa xuống và đưa lên quý vị các bạn. Đây là đường xuống cấp treo. Chúng mình ra đây chị ơi. Ra đứng cầu này nhé. Đi thì ra đứng cầu này nhé. Đây đây.
anh nhé. Nhưng mà qua đây mua vé bao trọn. Từ từ thôi, đâu có gì đâu. Nó kỳ xuống đấy. Chúng giống như nó cũng đi từ từ, nó đâu có chạy tuột giống như roller coaster đó, mới sợ. Trời ơi. Đây thôi, từ từ chứ, nó chạy kiểu đó. Quay thôi. Mày lên đâu rồi? Ơ mày lại tôi đi rồi, tôi vào cabin tôi đi rồi. Đi ra cái quán uống nước đi, cái chỗ đấy trước này đẹp. Rồi hai đi đâu đi bộ à? Mình chở mình đi cái bốn nữa. Ôi trời ơi. Nhưng mà cứ là chờ cái gì bộ lên đi cho tôi đợi như này nhá. Cái rổ một thang. Phang si phang si bang 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 phang si bang. Đây là khu các cửa hàng ở trên đỉnh Phan Xi Phan. Ở đây bán các đồ lưu niệm. Đi xem vào. Và đây là cửa để đi lên đỉnh Phan Xi Phan. Sau khi các bạn đi cáp quang lên trên này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái đám mây nó như này. Sapa nơi gặp giữa đất trời, mây và núi. Và đây là cổng sắt vách.